Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy in nhiệt MTP3 này kết nối với cái phần mềm sổ bán hàng để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này cho các bạn biết nha. Thì cái máy in MTP3 này là cái máy in nhiệt Bluetooth kết nối với điện thoại để in cái hóa đơn bán hàng nha các bạn. Thì cái máy này có cái khổ giấy to, khổ giấy là 80 mm, có nghĩa là 80 cm nha các bạn. Đây là cái khổ giấy này nè. Đây, khổ giấy bự vậy nha các bạn. Thì hiện tại cái in hóa đơn bán hàng là cái khổ giấy này là hiện tại là bự nhất rồi nha các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nha. Thì để các bạn bỏ giấy vào á thì các bạn lấy hai cái tay nè, các bạn bật lên nè. Giữ lại các bạn kéo nó lên là sau đó các bạn bỏ giấy vào nha. Bỏ giấy á, thì các bạn lấy giấy các bạn bỏ vào vậy thôi. Thì các bạn cho cái đầu giấy nó lồi ra ngoài xíu để giấy nó in ra nha. Đó, thì sau khi mà bỏ giấy vào thì các bạn mở cái cục pin ra, các bạn tháo cái miếng dán ở cục pin nè. Trong cái quá trình vận chuyển bên mình có dán cái miếng dán này để bảo vệ nó được an toàn trong quá trình vận chuyển nha. Sau đó các bạn lắp lại nha. Thì máy này sử dụng pin nha các bạn. Đó, rồi bây giờ các bạn bấm nút nguồn lên là mở nguồn lên rồi nha. Cái nút này là cái nút xả giấy nè các bạn. Đó, dạng như là các bạn in giấy nó làm sát quá thì các bạn bấm nó sẽ xả ra nha. Rồi ok á, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái phần mềm sổ bán hàng để in thử cái hóa đơn bán hàng nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái điện thoại iPhone trước, một tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái điện thoại Android nha. Thì trên cái điện thoại iPhone á, các bạn mở cái phần mềm sổ bán hàng lên, các bạn đăng ký cái tài khoản thì các bạn có thể sử dụng được nha. Thì cái phần mềm này là phần mềm miễn phí. Đó, thì các bạn vẫn có phiên bản trả phí nha các bạn, nhưng mà nó nhiều tính năng hơn. Thì các bạn sử dụng phiên bản miễn phí cũng được nha. Ok, thì sau khi đăng nhập vào thì các bạn vào cái chỗ cái ô tròn tròn ở trên nè. Rồi, các bạn vào cài đặt cửa hàng nè. Rồi, các bạn vào cài đặt máy in nè. Ở đây mình có kết nối sẵn cái máy in rồi, mình xóa đi nha. Kết nối lại cho các bạn xem nha. Rồi, các bạn lưu ý là các bạn mở Bluetooth lên nè. Rồi, sau đó các bạn thêm máy in nè. Đặt tên cho máy in nha các bạn. Các bạn đặt tên tùy ý nha, các bạn đặt tên gì cũng được. Rồi, các bạn chọn khổ giấy là 80 nha các bạn. Khổ giấy là khổ giấy 80, có hai khổ giấy thôi. Khổ giấy 57, 58 và khổ giấy 80. Các bạn chọn máy in Bluetooth. Rồi, các bạn nhấn tìm máy in nè. Đối với cái điện thoại iPhone á, các bạn không cần phải vào trong cài đặt, các bạn ghép đôi như điện thoại Android nha. Một xíu nữa mình sẽ hướng dẫn trên điện thoại Android cho các bạn xem. Đối với điện thoại iPhone các bạn chỉ cần vào trong cái phần mềm sổ bán hàng các bạn kết nối thôi, không cần vào trong chỗ cái cài đặt nha. Rồi các bạn bấm MTP3 là cái tên máy in nè. Rồi đã kết nối rồi các bạn thấy không? Đó, đã kết nối nè. Rồi bây giờ mình bấm hoàn thành nè. Rồi bây giờ mình bay ra ngoài để mình định thử nha. Ở đây thì các bạn có thể tạo đơn, các bạn in như thế nào đó. Ở đây là cái sản phẩm này các bạn thêm vào nè, cái đơn hàng nè, kho của bạn nè, cái tồn kho thì các bạn thêm vào. Ở đây mình có đơn hàng sẵn rồi, mình lấy cái đơn hàng cũ mình test cho các bạn xem thôi nha. Nè các bạn thấy không, cái máy in nè, nó khi kết nối Bluetooth đó thì nó sẽ nổi cái đèn xanh lên nè, hồi nãy không có nè các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ in thử cho các bạn xem nha. Mình lấy đơn cũ mình in thử cho các bạn xem. Đó, đây các bạn ha. Đó, nè, như nãy á các bạn, nếu mà cái chữ cảm ơn này á, nó nằm sát ở dưới á, các bạn xé sẽ bị mất á, thì các bạn sẽ bấm nút này để nó nhả giấy ra, các bạn xé cho nó không bị mất chữ nha. Đó, các bạn ghi nè, các bạn xé nè. Đó, đây là cái hóa đơn. Khổ rất là to nha các bạn. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ in một tờ nữa cho các bạn xem nha. Đây các bạn ha. Cái máy này rất tiện lợi các bạn sử dụng pin thì các bạn có thể cầm đi khắp mọi nơi luôn ha. Đó, xé nè. Đó. Thì những bạn nào mà muốn sử dụng phiên bản trả phí thì nó sẽ không có cái sổ bán hàng miễn phí này ha, nó mất cái logo ở đây. Đó. Đây ha. Rồi. In thử một lần nữa nè. Rồi ha. Ok, bây giờ mình sẽ qua cái điện thoại Android để mình in cho các bạn xem nha.
Ok các bạn, thì đây là cái giao diện của cái điện thoại Android, thì nó cũng y chang như là trên cái điện thoại iPhone đó các bạn. Thì bây giờ các bạn vào trong cái phần cài đặt của cái Bluetooth á, các bạn ghép đôi cái máy in này trước nha, để mình tắt cái kết nối của thằng iPhone cái. Rồi, thấy không? Mình tắt là cái đèn xanh nó sẽ bị mất nè các bạn thấy không? Đó. Ok, bây giờ mình sẽ vào mình ghép đôi trước nha. Các bạn vào kết nối nè. Bạn vào Bluetooth nè. Nhớ bật Bluetooth lên nha các bạn. Bật Bluetooth đây nè. Rồi các bạn bật Bluetooth lên. Rồi, ở đây mình ghép đôi sẵn rồi, mình hủy cho mình để mình ghép đôi lại cho các bạn xem nè. MTP3 nè các bạn. Rồi, mình bấm MTP3 nè. Cái mật khẩu ghép đôi á là 4 số 0 nha các bạn. Ghép đôi nè. Đánh lên đây là ok nha các bạn. Các bạn chờ xíu nè, đó nó sẽ lên nè. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái phần mềm sổ bán hàng. Rồi các bạn cũng vào cái dấu ô tròn ở trên nè. Rồi bây giờ các bạn vào cũng vào cài đặt cái cửa hàng. Rồi các bạn kéo xuống dưới cài đặt máy in nè. Rồi đây mình hủy cái này cái. Xóa đi. Rồi mình thêm máy in nè. Mình cũng đặt tên máy in nha các bạn. Rồi mình chọn Bluetooth luôn. Rồi ở đây mình bấm tìm nè. Đây các bạn chọn MTP3 nè. Cái tên Bluetooth của cái máy in này nha. Rồi nó báo đã kết nối, các bạn bấm hoàn thành nè. Ra đây là các bạn nó sẽ thấy nè. Ở đây mình chọn nhầm nè các bạn. Các bạn chọn khổ 80 nha. Ở đây mình chọn là khổ 57 nè. Các bạn chọn lại, các bạn bấm cập nhật nè. Rồi cập nhật. Rồi nó sẽ đổi lại cái khổ 80 nè. Rồi bây giờ các bạn ra các bạn in thử nha. Ở đây thì mình cũng lấy cái đơn cũ hồi nãy mình định thử cho các bạn xem nha. Đây các bạn ha. Đây cái form rất là bự và to luôn nha. In lại lần nữa cho các bạn xem nha. Cái máy tính bảng của mình nó hơi chậm. Đây bạn ha. Rồi ok, thì những bạn nào mà muốn mua máy in này á, thì mình để đường link ở bên dưới phần mô tả nha. Các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada á, các bạn mua hàng được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay á, thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.